Con tên là Nguyễn Trọng Nhân, năm nay con 9 tuổi, con học trường tiểu học Mai Linh ở đó, thành phố Đà Lạt. Lúc con thi bán kết xong, con về thì mẹ khen con là con đánh giỏi, được mẹ khen, được khán giả khen và ban giám khảo khen thì con thấy rất là thích. Nên ở vòng chung kết này con sẽ cố gắng thi đi tốt để được nhiều người khen hơn nữa. Sau đây bán kết vừa rồi thì cháu được mọi người phong cho tên gọi là Thành Đồng, thì với là một người bố tôi cũng cảm thấy vui, nhưng ngược lại con có một sự lo lắng, áp lực. Trong đêm chung kết tới này, tiết mục mà hai bố con chọn là cũng có một số tình tiết phức tạp để cho cháu thể hiện cái khả năng của cháu, và cũng là đồng thời cái bài mà cháu thích. Ở vòng chung kết này con sẽ đánh cho đã và không lo lắng gì hết. I wanna live more than ever.
Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.